Chào các bạn thân mến. Ở đây đến làng hoa Sa Đéc là còn 2 km nữa nha. Và giờ này nhà mình dừng chân để ăn sáng. Và nhân dịp ăn sáng ở tại thành phố Sa Đéc thì mình muốn giới thiệu với các bạn một quán hủ tiếu ngon nha. Và bây giờ mời các bạn vào dùng hủ tiếu với nhà mình nha. Thì hôm nay ông sẽ ăn hủ tiếu khô xương ống, còn mình thì ăn hủ tiếu bằng cẩm. Mỗi một phần hủ tiếu thì là một dĩa rau sẫm rất là ngon. Ông xã thì rất là thích dưa tỏi các bạn. Thường mình hơi nhắc nhở ông nó để ít thôi, anh để nhiều quá chủ quán người ta lộ. Dĩa rau sống thì mình giới thiệu nha, có cần ô. Và cần ô đây rất đặc biệt các bạn. Cần ô loại cọng nhỏ, non, nó giòn, nó mềm. Rồi tế cải sẽ là lát dúng. Rồi lá quế. Cần ô đây là cái cọng nhỏ chứ nó không có cọng bự. Cọng ô mà bự nó cứng các bạn, nó cứng nó dai nó không có ngon. Nhà nè, nhà mình thì rất là thích rau sống nha, nên là không có khách sáo rồi đó. Chủ quán mà đem ra nhiều là hết nhiều, nó còn dư miếng rau nào hết. Cải sờ bây giờ người ta hay dùng cải sờ đất chín này, giòn. Rồi hẹ thì quán cho nhiêu các bạn ăn nhiêu, nhà mình là ăn hết trơn, còn dĩa trơn, nguyên dĩa rau sống hai chồng bỏ vô tô hết trơn rồi. Rồi mời các bạn thưởng thức nha, nước tương đầy cũng ngon. Nhìn thì như mình nói nè, ăn hủ tiếu là phải ớt sườn châu bào đó, để vào cho nó thơm, nó mới thơm nồng nàn nha. Nếu như ớt hiểm mà trái lớn giờ đó, thì cái giống ớt hiểm mà trái lớn giờ ta hay trồng hay bán và cũng nhiều quán ăn sử dụng thì cũng ngon, cũng cay cũng thơm, nhưng mà đặc biệt hủ tiếu là nó hợp chứ là ớt sừng trâu các bạn. Đó là cái cảm nhận của mình nha. Còn ý thích của các bạn thì các bạn thích, nhiều người thích ớt hiểm xanh nè đó. Rồi thích ớt hiểm đỏ trái to. Còn mình thì ăn hủ tiếu là phải ớt sừng trâu. Tiếu khô của ông xã các bạn nhìn thấy hủ tiếu là nó mềm dai ngon lắm các bạn đó, hủ tiếu của mình nữa. Thì nếu nói về hủ tiếu ở Sa Đéc thì các bạn yên tâm, hủ tiếu Sa Đéc là có tuổi đời trên 100 năm, rất là ngon các bạn. Nên nói thật ra thì khi các bạn đến thành phố Sa Đéc thì các bạn ăn các quán hủ tiếu thì nói chung là đều ăn ngon hết các bạn, nhưng mà phong cách cũng như là cái truyền thống, cái cách nấu của mỗi quán thì nó có cái hương vị nhiều khi là nó khác nhau vậy thôi. Rồi cái phần nguyên liệu bỏ vào thì nhiều khi nó cũng khác nhau vậy thôi. Nhưng mà cái cơ bản nhất là hủ tiếu Sa Đéc là ngon nha các bạn. À,
không phải Sa Đéc là quê mình mà mình lại ca ngợi như thế, mà đúng là hủ tiếu Sa Đéc là nổi tiếng khắp trong trong vùng miền, không chỉ trong nước mà ngay cả ngoài nước luôn. Cái thương hiệu hủ tiếu Sa Đéc là khắp mọi nơi đều biết đó các bạn. Nước súp ở đây ngọt thanh thao nên là mình xin thêm một miếng nước súp nữa. Vì tại vì hủ tiếu mà có xương ống là cái nước súp nó ngọt béo. Và bây giờ mình thấy các cái qua hàng quán á thì người ta cũng biết cách nêm lắm, người ta cũng ít để đường bột ngọt lắm các bạn. Bởi vì bây giờ khách hàng hình như không thích là nêm đường bột ngọt nhiều. Ngày xưa người ta ăn thì người ta hay nói từ nước súp quán này ngọt ngon, chứ bây giờ mà nếu mà ngọt ngọt xương thì được, chứ nếu mà ngọt đường với bột ngọt thì hình như khách hàng người ta không chuộng lắm. Thì tô hủ tiếu của mình là một tô hủ tiếu thập cẩm, thì có gan nè, có tim nè, có lá lách hoặc là tạc, rồi một trứng cút và một con tôm. Thì đó là tô, rồi thịt nạc nữa, thịt nạc, rồi có là thịt bằm để cho nước súp nó ngọt. Thì vì là như là hủ tiếu Nam Vang đó thì lúc nào cũng có thịt bằm. Đây, con tôm thì rất là tươi nha. Tiếu Nam Vang các bạn, nên là có cái tô thịt bằm để vào một nửa trong tô hủ tiếu. Thì cái tô thịt bằm nó làm cái nước súp trở nên nó thơm ngọt. Thường thì nhà mình khi mà vào quán ăn đó thì thường hay kêu hai loại khác nhau, ví dụ người ăn khô thì người ăn nước, người ăn xương ống thì người ăn Nam Vang hoặc là hải sản để ăn qua ăn lại, ăn chung á mà, ăn chung á để cảm nhận biết được hai món luôn. Ví dụ ông xã thì hay thích ăn xương ống nên còn mình thì thích ăn cẩm nước hoặc là hải sản. Cái nhiều khi hai vợ chồng ăn cái gấp qua gấp lại, ổng gấp con trứng cút của mình thì mình gấp lại cái xương ống của ổng nè. Nói chung là cũng vui đó, ăn gia đình mà, cũng như nguyên gia đình các bạn mà vô ăn cơm phần á, cũng ngày xưa đi chợ cũng vậy, mỗi một người gọi một món, bốn người là thấy có bốn món ăn rồi, cái mình dọn chung một bàn cái mình ăn chung vậy đó, nó vừa vui mà vừa thưởng thức được bốn món ăn luôn. Vậy đó, thì trở lại với quán hủ tiếu Kim Viên thì mình ăn đây nhiều lần lắm các bạn, cả nhà mình luôn, hai đứa con cũng vậy đó. Nói chung mỗi lần về quê ngoại đó thì nhà mình hiện tại thì giờ ở Bắc Bò, rồi mình đi theo quốc lộ 80 này, đi ngang thành phố Sa Đéc rồi về dưới trong thành cái cầu ngã. Thì nếu mà đi sớm ăn sáng thì ghé quán hủ tiếu này, quán hủ tiếu Kim Viên. Rồi còn nếu mà đi trễ thì xuống tới cá tàu hủ thì ăn hủ tiếu của bà Trinh đó, nhà mình vậy nên cũng ăn rồi cả nhà nhận xét là thấy ngon đó. Nên hôm nay mới dám mà xin với chủ quán là quay phim giới thiệu trên kênh YouTube Trần Trương của mình để chia sẻ với bà con. Bởi vì nhiều khi mà khách tham quan thành phố Sa Đéc đi du lịch nhiều khi ở xa đó, đến đây lay quay tìm một cái quán hủ tiếu ăn mà không có biết. Thì nói chung quán ăn thì cũng có quán lớn quán nhỏ các bạn đó, nhưng mà những cái khách tham quan ở xa thì khi người ta đến thành phố Sa Đéc để người ta tham quan làm qua Sa Đéc, rồi người ta đi viếng chùa, tại vì ở thành phố Sa Đéc là gần 50 ngôi chùa nha các bạn, rất là nhiều chùa luôn. Người ta nói đất Sa Đéc là đất của Phật mà. Rồi người ta đi hành hương tham quan, đi du lịch, nói chung thì cũng có người ăn chay ăn mặn đó.
thì ở Sa Đéc cũng có những quán hủ tiếu chay rồi bếp phê chay, lẩu chay cũng rất là ngon luôn đó. Nếu nói về cái món hủ tiếu thì ở Sa Đéc thì các bạn yên tâm ha, đó, chay mặn đều có đó. Thì hôm nay là về quê đó, mỗi tháng thì tranh thủ về quê một lần các bạn đó. Thì những chuyến đi như thế thì phải ăn sáng rồi bởi vì đi xa mà, thì mỗi lần ghé một quán để thưởng thức những cái đặc sản của vùng miền, những cái món ăn ngon để chia sẻ và hầu chuyện với các bạn, thì cảm nhận của mình là ngon và ăn giá cả thì được theo thời điểm. Thì nếu như các bạn có dịp đi ngang qua cái khúc đường này thì địa chỉ là mình nói là số 12 đường Nguyễn Kim Sắc, thành phố Sa Đéc, đối diện với nghĩa trang liệt sĩ của thành phố Sa Đéc đó, và gần tới cái vòng xoay Bùng Binh ngã tư có biểu tượng là đóa hoa hồng. Thì quán nằm ở vị trí mặt tiền khá rộng, các bạn có thể yên tâm để xe máy hoặc xe ô tô. Mặt tiền trên quốc lộ 80 nha, quán hủ tiếu Nam Vang Kim Viên à. Nước súp ngon nên là ông xã mình ăn hết luôn, không có chừa miếng nào cho các bạn. Đây là tình. Thì cái tô hủ tiếu Thập Cẩm thì mình nhắc lại là có một cái trứng cút, một con tôm, rồi gan, tim, quán hủ tiếu chọn cái loại hủ tiếu này rất là thích hợp, dai mềm các bạn, không có bị chua nên cái nước súp ăn hết rồi mà vẫn còn trong bóng lấp lánh như thế, cái tô nước nó không có bị đục, đó là khéo đó các bạn. Khi mà mình nấu nước súp mà cái nước súp nó không bị đục đó là đó là cái khéo. Còn cái ngon thì cái vị ha, thì ngon thì phải là khéo, khéo thì phải là ngon. Và tô hủ tiếu thì mình thấy bánh hủ tiếu cũng nhiều, tô hủ tiếu cũng lớn, thì các bạn ăn sáng thì cũng vừa sức no, để đến tới trưa thì ăn cơm trưa nữa là được, đủ năng lượng các bạn. Thì mình cũng xin khuyến cáo một số quán mình đến á, nhiều khi cái bánh phở hay bánh hủ tiếu mình để ít quá, mình để ít quá thì quý khách nhiều khi ăn nhiều á, ta phải kêu thêm một chén bánh thêm thì thấy nó cũng hơi phiền. Ở đây thì trà đá cũng miễn phí luôn ha. Hủ tiếu Nam Vang nước và khô, còn hủ tiếu thì có thập cẩm, tôm, thịt nạc, xương, hủ tiếu đặc biệt đó. Và sau khi dùng hủ tiếu xong thì mình cũng muốn giới thiệu lại một lần nữa địa chỉ cũng như là giới thiệu với các bạn quang cảnh của quán hủ tiếu Kim Viên nha, mời các bạn cùng theo dõi. Chào các bạn thân mến, hiện mình đang ở trên quốc lộ 80. Đối diện của mình là nghĩa trang liệt sĩ thành phố Sa Đéc nha. Và đây hướng tay mặt của mình là một dòng xoay ngã tư, 1, 2, 3 ngã tư đó, là hiện mình đang ở thành phố Sa Đéc nha. Các bạn nhìn thấy biểu tượng hoa hồng là biết là ở thành phố Sa Đéc rồi ha. Đó, còn hướng về tay trái của mình là đi về hướng Lai Vung Lấp Vò các bạn đó. Thì mình thì ở Lấp Vò. Hôm nay mình có việc về quê và đi ngang qua thành phố Sa Đéc, và nhà mình dừng chân ghé lại để ăn sáng ở một quán hủ tiếu Nam Vang Kim Viên. Mình xin nhắc lại địa chỉ nha,
Địa chỉ là số 12 Nguyễn Sinh Sắc, Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Điện thoại 0933 661 653. Đó là địa chỉ của Hủ tiếu Nam Vang Kim Viên nha. Đó. Thì đây là đường Nguyễn Sinh Sắc các bạn, thuộc ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Và mình mỗi khi mà về quê đó, thì quê mình là ở xã An Khánh nha, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì mỗi khi là từ Lấp Vò mình về quê nhà thì mình hay ghé quán Kim Viên mình ăn sáng, ăn hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu thập cẩm, hủ tiếu khô, hủ tiếu nước, rất là ngon. Nên hôm nay mình quyết định chia sẻ giới thiệu với các bạn một quán hủ tiếu Nam Vang rất là ngon, trên quốc lộ 80, ở gần dòng xoay của thành phố Sa Đéc đó các bạn. Đây, đối diện với nghĩa trang liệt sĩ thành phố Sa Đéc đó. Để các bạn nhớ địa chỉ nha. Đó, và khi nào có đi ngang quốc lộ 80 và đến địa chỉ này thì các bạn có nhu cầu thèm ăn hủ tiếu Sa Đéc đó, hủ tiếu Nam Vang đó, thì các bạn dừng chân ghé ủng hộ quán Kim Viên. Thì kế bên quán hủ tiếu thì có quán cơm Tiết Mai. Đây, kế bên thì có cơm thịt nướng luôn. Đó, thì các bạn có thể ăn hủ tiếu hoặc là ăn cơm. Đó, cơm thịt nướng, cơm bì luôn nha. Đó. Thì đây có hai quán ăn, đó là quán hủ tiếu Kim Viên và quán cơm Tiết Mai. Đây. Đây. Và bây giờ mời các bạn vào tham quan quán cũng như là thưởng thức hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Sa Đéc. Lúc nào cũng đông khách hết đó các bạn. Đó. Quán cũng khá rộng. Thì được biết là quán chỉ bán buổi sáng thôi nha các bạn, từ lúc 5 giờ đến 9-10 giờ là hết rồi, đóng cửa, chiều không có bán nha. Đó. Thì tại vì mình ăn ở đây cũng thường rồi nên mình biết cái thời gian bán. Đây, rất là ngon nha các bạn, hành lá nè. Đó. Rồi hành phi, rồi tỏi phi, một tô hủ tiếu nóng hổi luôn. Đó, rất là nhanh gọn mà rất là ngon nha. Đó. Thì mình thấy nguyên liệu ở đây thì là trứng cút nè. Đó. Trứng cút. Rồi các cái gia vị như là hành phi nè, tỏi phi, rồi hành lá, rồi cần tàu. Đó. Cơm tươi lắm các bạn, cơm rất là tươi luôn nha. Đặc biệt là cơm là rất là tươi. Cái này nè, nước gia vị nè. Rồi lòng với thịt bằm đó. Đặc biệt ở đây là tim á các bạn, tim gan cật á, lòng rất là tươi luôn nha. Và trụng vừa ăn á, nó còn cái độ giòn á, nó không có quá chín mà để phải dai. Cái này tô hủ tiếu gì em? Dạ, tô hủ tiếu nước bình thường thập cẩm. Tô bình thường thập cẩm này các bạn. Thì giờ thì mình thấy có tôm, trứng cút, thịt với lòng, gan, tim, chủ yếu là tim, rất là ngon các bạn. Cái này nước sốt để hủ tiếu khô nè. Đó, nhanh, rất là nhanh gọn luôn, với họ các bạn không phải là chờ lâu, mặc dù là quán rất là đông khách nha các bạn. Đó, chuyên nghiệp chưa? Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Rất là hấp dẫn luôn. Rồi chan sốt. Miếng này là cái nước này đã pha chế hỗn hợp và tổng hợp rồi, chỉ chan vào trộn lên là được rồi. Đấy. Đó, thế là xong một cái dĩa hủ tiếu khô nha. Rất là ngon. Rồi thêm nước súp. Thì quán mình thấy có 5-6 người phục vụ nên là rất là nhanh các bạn. Đó. Hủ tiếu khô cũng ngon, hủ tiếu nước cũng ngon, hoặc là hủ tiếu mì, hủ tiếu và có mì luôn.
nấu thì bằng bếp ga ha. Đây rau nè, các bạn nhìn thấy rau là thấy hấp dẫn nè. Rau thì có hẹ nè, cần ô, mà đặc biệt đây mình thích cần ô là cái cọng nó nhỏ các bạn, ăn nó giòn nó mềm, chứ ở đây người ta không có chọn cái loại cần ô mà cái cọng nó to, nó cứng, nó dai lắm các bạn. Thấy cần ô đây nè các bạn ha, thấy không? Này là cần ô mình đặt mới mua mới có nha. Nó nhỏ. Đó, nhìn dĩa rau một tô tiếu, nhìn một dĩa rau các bạn thấy là thèm mà. Hẹ, lá quế, cần ô và xà lách. Xà lách Đà Lạt nè. Thích nhất là cần ô các bạn. Cần ô cái cọng nó nhỏ, nó non vậy đó. Chứ nếu mà các bạn chọn cần ô mà cái cọng nó to, nó cứng lắm, không có ngon. Ở đây là sắm chén để uống nước trà đây. Rồi bên đây là để rửa chén rất là vệ sinh nha, nước trực tiếp luôn chứ không có chứa nước lại. Mình rửa ly chén mà cái vòi nước trực tiếp vậy là rất là sạch các bạn. Còn nếu mình chứa từng thao đó thì phải rất là nhiều thao nước nha. Đoạn này rửa nước trực tiếp luôn các bạn, rất là vệ sinh sạch sẽ luôn. Sắm chén thì có che bao ni lông lại cho đừng có bụi. Nói tóm lại thì mình thấy quán là rất là vệ sinh sạch sẽ, nhân viên phục vụ rất là đông, nhanh lẹ, vào là chỉ cần vài phút là chúng ta có thưởng thức rồi ha, không phải là nhiều khi chờ đợi quá lâu đó. Thì mình cũng quay chia sẻ giới thiệu các bạn toàn cảnh của quán hủ tiếu Nam Vang Kim Viên nha. Kính mời quý khách. Thì giờ này thì khoảng cũng 8 giờ rồi các bạn, nhưng mà mình thấy khách đến từ hồi sáng giờ rất là đông luôn đó. Bắt đầu là 5 giờ sáng là đã có mở cửa rồi, và đến khoảng 9-10 giờ là hết rồi các bạn. Bán chỉ cái buổi sáng thôi đó. Bán chỉ buổi sáng thôi ha. Và quán thì các bạn thấy là có cái vỉa hè rộng để xe thoải mái. Xe máy thì các bạn có thể để phía bên đây. Rồi nếu đi xe ô tô thì các bạn cũng có chỗ dừng đổ xe ô tô, cũng rất là thoải mái luôn. Bởi vì ở đây thì cái khúc này rất là rộng, khúc đường này rất là rộng. Nếu các bạn đi xe ô tô á, thì các bạn cũng có thể dừng đổ đây thoải mái nè. Còn xe máy thì các bạn dựng lên vỉa hè rất là rộng. Đó. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và tạm biệt các bạn nha. Mình nhắc lại địa chỉ một lần nữa là số 12 đường Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp nha. Hủ tiếu Nam Vang Kim Viên. Điện thoại 0933 661 653. Phố thì mật độ giao thông trung bình. Mặt đường bằng phẳng, đẹp, rộng, thoáng, và bà con ngược xuôi trên quốc lộ 80. Người thì đi làm, người thì đi tham quan thành phố Sa Đéc, vườn hoa Sa Đéc. Thì ở địa điểm này đi vào làng hoa Sa Đéc là khoảng 2 km nữa là tới nha các bạn. Đó. Xin chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký trên Trần Chương nhé.